Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ cùng với các em đi giải bài 72 trang 96, sách giáo khoa toán 9 tập 2. Ở bài 72, bánh xe của một dòng dọc có chu vi là bằng 450 mm. Dây cua roa của bánh xe theo cung AB có độ dài là 200 mm. Tính góc AOB như ở hình số 56. Thì ở đây đầu tiên, đó là đầu bài đã cho chúng ta chu vi ở đây là bằng 540 mm. Tiếp theo là chúng ta có độ dài dây ở đây, tức là N của chúng ta là bằng 200 mm. Và đầu bài yêu cầu chúng ta đi tính số đo góc AOB. Các em nhận thấy được số đo của góc AOB ở đây là góc ở tâm, cũng chính bằng số đo của cung AB, đúng không các em? Vậy thì ở đây cô sẽ tiến hành đặt góc AOB ở đây là bằng N. Vậy thì lúc này cô sẽ tính được độ dài của cung AB. Lúc này chúng ta sẽ có cung AB có độ dài. Lúc này thì cung AB của chúng ta chính là có độ dài chính bằng N. Và N của chúng ta thì áp dụng công thức chính bằng bằng chu vi nhân N chia cho 360, đúng không em? Tức là bằng C nhân N chia cho 360. Và lúc này thì cô đang cần, đó là cô đang tính cần tính số đo của góc AOB, đúng không em? Nên ở đây cô sẽ rút ra, đó chính là N của chúng ta thì sẽ bằng 360 nhân N chia cho C. Hay lúc này thay số vào thì cô sẽ được chính là bằng 360 nhân với 200 chia C, ở đây chính là bằng 540. Và lúc này cô sẽ được kết quả là số đo góc N của chúng ta ở đây sẽ bằng 133 độ 20 phút. Vậy là đến đây thì chúng ta đã tính được số đo góc AOB ở đây chính bằng 133 độ 20 phút, đúng không em? Nên ở đây cô sẽ suy ra được đó chính là góc AOB của chúng ta bằng 133 độ 20 phút. Rồi, vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em giải xong bài 72 trang 96 sách giáo khoa toán 9 tập 2.